Sáng 31 tháng 3, Ban Nội chính Trung ương phối hợp với Đảng ủy Công an Trung ương, Ban Cán sự Đảng, Tòa án Nhân dân tối cao và Ban Cán sự Đảng, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết 7 năm thực hiện quy chế phối hợp về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư. Tham dự hội nghị tại điểm cầu Yên Bái có đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Thời gian qua, công tác phối hợp giữa Ban Nội chính Trung ương với các Đảng ủy Công an Trung ương, Ban Cán sự Đảng, Tòa Nhân dân tối cao và Ban Cán sự Đảng, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã được triển khai thực hiện ngày càng chặt chẽ, kịp thời, đồng bộ, hiệu quả. Với tinh thần trách nhiệm cao, thượng tôn pháp luật và đúng quy định của Đảng, đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ của mỗi cơ quan và công tác nội chính, phòng chống tham nhũng. Qua công tác phối hợp đã đưa 965 vụ án, vụ việc vào theo dõi, chỉ đạo ở 3 cấp độ, trong đó Ban chỉ đạo trực tiếp theo dõi, chỉ đạo 171 vụ án, 130 vụ việc. Đến nay đã tham mưu Ban chỉ đạo hoàn thành việc theo dõi, chỉ đạo, xử lý 119 vụ án, 86 vụ việc, giao Ban Nội chính Trung ương theo dõi đôn đốc 9 vụ án và 3 vụ việc. Đặc biệt đã xử lý đối với 31 cán bộ và nguyên là cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý phạm tội trong các vụ án thuộc diện Ban chỉ đạo theo dõi chỉ đạo, đã thu hồi được gần 68.000 tỷ đồng. Qua việc xử lý các vụ án đã góp phần tạo niềm tin trong nhân dân, góp phần đảm bảo trật tự an toàn xã hội, không để các thế lực thù địch lợi dụng xuyên tạc làm phức tạp tình hình, gây chia rẽ nội bộ. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được trong công tác phối hợp giữa các cơ quan cũng còn những hạn chế nhất định. Vì vậy, tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận làm rõ những nội dung còn vướng mắc và đề xuất những giải pháp thực hiện phối hợp trong thời gian tới. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác phối hợp giữa Ban Nội chính Trung ương với các cơ quan thời gian qua, đồng thời chỉ ra những mặt hạn chế và đề nghị 4 cơ quan cần tiếp tục phối hợp nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với Trung ương về chủ trương, chính sách, quan điểm, định hướng lớn của Đảng về các lĩnh vực nội chính, phòng chống tham nhũng, nhất là kết luận chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại hội nghị toàn quốc các cơ quan nội chính, đồng thời khẩn trương xây dựng và hoàn thiện đề án nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, cơ chế kiểm soát quyền lực trong các lĩnh vực hoạt động dễ phát sinh tham nhũng tiêu cực, đẩy mạnh công tác phối hợp liên ngành trong tổ chức thi hành pháp luật, chủ động phối hợp dự báo sớm, đánh giá đúng tình hình, nhận diện rõ các vấn đề phức tạp ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, kịp thời chỉ đạo xử lý các vấn đề về an ninh trật tự, trấn áp hiệu quả các loại tội phạm, giải quyết cơ bản tình trạng tập trung khiếu kiện đông người, không để phát sinh điểm nóng bị động bất ngờ, không để các thế lực thù địch lợi dụng để chống phá. Tiếp tục phối hợp chỉ đạo triển khai thực hiện và theo dõi hướng dẫn đôn đốc, kiểm tra, giám sát các cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện các chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước, giám sát đối với các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực tham nhũng. Trong hoạt động điều tra, truy tố xét xử, chủ động phối hợp tham mưu đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, định hướng xử lý đối với các vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp liên quan đến cán bộ diện Trung ương quản lý. Phối hợp nâng cao hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền, giáo dục về nội chính, phòng chống tham nhũng, chủ động thông tin về kết quả công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, xử lý cán bộ đảng viên vi phạm, kịp thời đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch và xử lý nghiêm việc đưa tin sai sự thật, vu cáo, bịa đặt.